Sau ghi bàn, Messi 67, Swayeski 57. Messi lập công bằng cú cứa lòng chân trái từ trước vòng bán nguyệt, sau khi nhận bóng rồi dấn thêm một nhịp để lấy góc sút. Bóng cuộn vào sát cột dọc bên trái, khiến thủ thành Cristian Calina bay người hết cỡ cũng không thể đẩy ra. Dù thoát thua, đây không phải là kết quả đáng mong chờ của Inter Miami. Hai trận gần nhất, họ đều phải chi điểm cho Atlanta United 2-2 và New York City 1-1. Muốn cắt chuỗi trận không như ý, trận này huấn luyện viên Tata Martino tung vào sân đội hình mạnh nhất. Bên cạnh Messi, chủ nhà còn có Sergio Busquets, Luis Suarez và Jordi Alba trong đội hình xuất phát. Họ chiếm lĩnh thế trận, cầm bóng 61%, tung 21 cú dứt điểm và 8 trong số đó hướng trúng khung thành so với 9 và 2 của đội khách. Tuy nhiên, trong một ngày kém duyên, Suarez liên tục bỏ lỡ. Messi có một vài đường truyền xuất sắc, cùng hai cơ hội tốt để mở tỷ số nhưng bất thành. Trong hiệp 1, anh một lần sút trúng vị trí của thủ môn Calina và lần thứ hai đưa bóng chạy cột. Phút 51, Messi dứt điểm chân trái từ đường truyền của Suarez nhưng không thắng được Calina. 6 phút sau, Salah bất ngờ vượt lên bằng cú sút xa của Karol Swajewski. Sân chơi như câm lặng. Trong lúc bế tắc, Messi lại xuất hiện như một người hùng với bàn gỡ hòa 1-1. Đây là bàn thứ 15 của tiền đạo người Argentina qua 15 trận, bên cạnh 15 pha kiến tạo. Cuối hiệp 2, Inter Miami có cơ hội làm nên khác biệt nhưng Suarez sút vọt xa từ cự ly gần. Tiền đạo người Uruguay cho rằng anh đã bị tác động khi dứt điểm, nhưng trọng tài không cho phạt đền. Sau trận, Messi chất vấn trọng tài và phải nhận thẻ vàng. Dù không thắng 3 trận liên tiếp, hy vọng vô địch của Miami ở Supporter Shield vẫn còn nguyên. Họ đang đứng đầu bảng với 65 điểm, nhiều hơn 8 điểm và đá nhiều hơn một trận so với Columbus, trong khi mùa giải còn 3 vòng. Messi ghi bàn gỡ hòa 1-1 giúp Inter Miami thoát thua Salt FC sau khi bị dẫn trước. Dù không thắng 3 trận liên tiếp, hy vọng vô địch của Miami ở Supporter Shield vẫn còn nguyên. Họ đang dẫn đầu bảng với 65 điểm, nhiều hơn 8 điểm và đá nhiều hơn một trận so với Columbus, trong khi mùa giải còn 3 vòng.